Dạ kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa ban giám khảo, đồng kính thưa các cổ động viên đại diện cho các châu trên thế giới như châu Âu, châu Úc, châu Mỹ, châu Phi và đặc biệt là châu Đốc. Quý vị cũng đừng ngạc nhiên là tại sao năm nào chúng tôi cũng tổ chức cuộc thi và không năm nào chúng tôi tìm ra được một thí sinh xứng đáng với cô dâu, một thí sinh xuất sắc. Chính vì vậy đêm nay là đêm chung kết cuộc thi kén rể. Ai sẽ là chú rể? Chúng tôi cũng xin tiết lộ bí mật là cô dâu rất đẹp, đẹp không thể nào tả xiết nổi, đẹp có những ngòi bút mà các thi sĩ các thi trên thế giới đều phải là gác bút, có những lá thơ tỏ tình với cô dâu. Chúng tôi xin mạn phép đọc một lá thơ. Vì Soviet Union thì Socialist Republic ở Việt Nam, có nghĩa là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. How do you feel? Thank you. And you anywhere? Thank you. Good luck. Thank you. Tôi đọc mà tôi không biết tôi đọc cái gì. Đây tiếng Campuchia. On Saray Sarong cô dâu the hell. Là có nghĩa là cô dâu có mạnh khỏe hay không? Asrit hit hit cloud. Có nghĩa là cô dâu có hút thuốc lào không? Hit hit cloud có nghĩa là hút thuốc lào. On Tona có nghĩa là em đi đâu? On tay qua đua có nghĩa là tôi qua đây. Mem cà rua ớ chăng có nghĩa là mua cà rem ăn chơi. Rồi tỏ tình à đây. On Srei Bonte có nghĩa là anh yêu em. On Srei Bonte leo tới hồ chú mắm rút chân tùm lây túm rùi, có nghĩa là anh yêu em như lỗ tay heo chấm mắm rút tay tùm lum túi rình. Vừa đọc mà vừa thèm. Vậy để thôi mất thì giờ. Dạ tôi biết chắc chắn là thí sinh nào viết lá thơ này cho cô dâu là chắc chắn là rớt rồi. Dạ chúng tôi xin mạn phép vào cuộc thi. Thí sinh đầu tiên được nhiệm vụ thi trong tối đêm nay đó là thí sinh đại diện cho châu Mỹ. Mời anh Michael Landon trong chân. Anh Michael Landon trong chân. Anh Michael Landon trong chân. Tôi nghe cái tên anh rất là quen quen, mà nghe đến là Michael Landon trong chân là tôi hình dung anh làm nghề gì rồi. Có phải anh làm nghề biển đánh cá không? No 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 no. No 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 no. Là gì? Là không 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 không. Anh không làm nghề biển chứ anh làm ở đâu? Ô tôi xin tự giới thiệu. Tôi là một kỹ sư, một kiến trúc sư xây dựng một công trình hồ tét chọt cù lét. Hồ tét chọt cù lét. Nghề nghiệp kỳ á. Nhọt nhọt. Thôi được rồi. Anh Michael Landon trong chân. Bây giờ anh nghe tôi hỏi để anh trả lời. Bình tĩnh nha. Phải quyết định lấy cô dâu nha. Anh Michael Landon trong chân. Bây giờ anh có thể cho chúng tôi biết là anh qua đất nước Việt Nam này anh thích món ăn gì nhất? Ô tôi thích món ăn thịt kèn. Thịt kèn là sao? Thịt kèn là thịt gan sắc bự bỏ vô máu quay đông lại thành thịt kèn. Thịt canh. Yes sir. Thịt canh chứ không phải là thịt kèn. Tôi nói anh nghe nè, ngôn ngữ Việt Nam nó phong phú lắm. Anh nói á, đừng bỏ dấu. Bỏ dấu một cái là chết liền. Thấy không? Người ta dễ hiểu bậy lắm. Anh nè, giống như nhiều khi tôi kết anh, tôi muốn làm bạn anh chẳng hạn, tôi muốn mời anh ra ăn gỏi đu đủ, tôi ra đó tôi chưa kịp kêu anh hả họng liền cho hai vị gỏi đu đu là chết phải không? Không gỏi đu đu tôi ăn rồi. Ăn ở đâu? Ăn bên Somali. Bây giờ tôi nói tiếng Somali luôn. Bây giờ nói tiếng Somali luôn. Anh Michael lên trong trên, anh qua Somali vậy anh thấy cuộc sống dân tộc Somali như thế nào? Với cuộc sống của người Somali ăn mắm, ăn muối, ăn uống cực khô lắm. Đời sống cực khổ lắm. Mày đừng có nói mày. Tôi nói là đời sống cực khổ. Yes sir. Cực khổ cực khổ khổ. Phải tại vì cái miên á. Cái miệng. Cái miên nó không có đưa. Cái miệng. Cái miên nó không có đưa. Cái miệng. Mệt ông á. Ông nói mà ông có vu cái mỏ à. Cái miên khó chịu. Thôi được rồi. Bây giờ anh Michael lên trong chơi nè. Tôi hỏi anh tiếp một câu nữa. Anh ví dụ như anh lấy được cô dâu á thì anh sẽ tặng cô dâu món quà gì? Ôi tôi sẽ tặng cho nàng một quà. Quà gì? Quà bom. Hả? Sao tặng quà bom? Không phải bom là bom táo lê bom ăn á, chứ phải là bom nguyên tử. Bom nguyên tử tặng cho cô dâu là nổ banh hết. Bom táo lê á, tình yêu á. Anh cũng thông minh lắm. Anh Michael lên trong trên. Bây giờ anh có thể anh làm cho tôi một câu thơ, một bài thơ tả về cô dâu hoặc là người yêu. Sao anh không hiểu đây nè. Ví dụ như anh đây, anh coi tôi đã lên học hỏi nha. Tôi có thể tôi hút một điếu thuốc là tôi làm được bài thơ rồi. Nghe nè.
như dũng sĩ cầm long đao, ngậm điếu thuốc như rồng ngậm ngọc, bật que diêm như muốn ngàn vì sao lấp lánh, kéo một hơi như đoàn tàu chuyển bánh, phà khỏi ta như B-52 cất cánh, gạt tàn thuốc như dũng sĩ gác long đao, quăng điếu thuốc như Mỹ quăng đồ hộp. Ô, sang thịt đó, hiểu chưa? Còn cái cán không quanh sang thịt. Xa. Bây giờ anh có thể làm bài thơ đi. Vậy tôi sẽ tả về đôi mắt. Rồi, tả đi. Mắt em là để hoan cù. Hay lắm. Nhìn đi, nhìn lại, thấy em gù cái lưng. Ơi, làm thơ mà tả gì là không có trung thực. Thôi, tả thịt. Anh nè, anh tả muốn học hỏi là phải học hỏi tôi nè. Nghe coi nè, tả gì đôi mắt không? Nè. Mắt em sáng rực như đèn, long lanh chớp chớp, có hai cục đèn lòi ra. Thế trời ơi, nó chọc ông á. Ông mà tả kiểu đó chắc chắn là ông rớt rồi. Thôi được rồi, bây giờ anh có thể biểu diễn cái phần của anh đi cho cô dâu. Vậy tôi hát một bài hát ngoại quốc. Gì? Bài music. Music là sao? Là bài sexy music á. Sexy hả? Thôi, thôi, thôi. Trời ơi, tướng ông như con mắm mà. Thân hình thì dáng ép mà đòi sexy, sexy ai mà coi. Không phải, tôi nói sexy music là lột trần âm nhạc chứ không phải tôi sexy tôi và sexy ai xem. Lột trần âm nhạc là sexy anh mà sexy ai xem. Anh sexy có người xem. Ai? Ma nó xem ông. Dạ chơi thôi rồi, đi vậy đâu. Dạ, dạ kính thưa quý vị. Ở hải ngoại có Michael Jackson. Và đây là anh Michael Linh Linh trong chân biểu diễn phần tự chọn. Go! Lên trong cái nó ca gì kỳ cục quá, không anh lên anh quậy tưng mừng nhảy nhảy rồi hò cái nó hai người nhìn nhau thôi rớt rồi tắm cho ép qua xuống kia ngồi đi. Khó gì thi cử mà đàng hoàng lên đi quậy không à, ngồi xuống đó đi. Dạ kính thưa quý vị, kính thưa các cổ động viên, kính thưa ban giám khảo, để khỏi mất thì giờ chúng tôi xin mạn phép giới thiệu một thí sinh thứ hai được diễn bút thi, đó là thí sinh đại diện cho châu Á, mời anh Ali Rumba cha cha cha. Mời anh Ali Rumba cha cha cha. Mời đây, cháu lên mời đây, cháu lên. Để tôi nói chuyện với ông hiểu. Anh biết nói tiếng Ấn Độ không? Biết chút đi. À. Chị Tha, em hai chồng em cảm thấy hơi nha ha. Anh hiểu không? Ai trong nô? Ai trong nô là ông không hiểu gì hết, phải dùng tiếng điện tử ông mới hiểu. Anh biết nói tiếng điện tử? Biết nói tiếng điện tử nè, để phát nè. Na na mi, nít nít đờ tít 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 tít. Tiếng điện tử có tít 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 tít. Ai trong nô? Anh không hiểu luôn. Anh biết nói tiếng Việt Nam không? Biết. Trời ơi, biết nói thì nói đi, lên đi. Không, tôi giỡn chơi, tôi thấy anh này anh vui vui cái mà anh vui vui nên tôi lên tôi ghẹo anh, tôi giỡn chơi. Ủa chứ không phải đây là sứ ngôn viên, anh là sứ ngôn viên hả? Tôi sứ ngôn viên. À, gì? Anh kia là thí sinh, à, sứ đó. Không, tôi nè, tấm nhân em ngồi đó mà coi người ta thi, học hỏi, lên đây cứ quậy không à. Rồi, anh Mike, Ali Rumba cha cha cha. Anh có thể, nhưng mà tôi nghe cái tên Ali Rumba cha 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 rất là quen nha. Hình như tôi coi cái bộ phim Alibaba và 40 tên tướng cướp rồi. À đúng rồi, anh đã xem Alibaba và 40 tên tướng cướp. Ừ. Đó là ông cô nội của tôi. Ông cô nội? Ông nội tôi tên là Ali Coca Sô-cô-la. Sô-cô-la. Ba tôi tên là Ali Soda sữa hồng gà. Còn tôi Ali Rumba cha cha cha. Chắc đẻ con là Ali Chôn Chôn. Dạ. Dở chơi vậy thôi. Cho anh Ali Rumba cha cha cha. Anh có thể cho tôi biết là ví dụ như anh lấy được cô dâu rồi, anh sẽ tính chuyện làm ăn như thế nào? Tôi sẽ đưa nàng về quê hương của tôi. À. Và tôi sẽ tôn nàng là nữ thần Ali và 40 cái nồi. Nồi gì? Cà ri. Cà ri. Thôi bây giờ tôi làm ăn cà ri không? Biết. Tôi nói anh nghe nè. Anh chắc chắn là đậu rồi. Hả? Anh rất đẹp trai.
không? Chắc là đậu rồi. Mà bây giờ tôi khỏi cần vấn đáp anh nhiều, anh có thể anh biểu diễn tài năng của anh ca hoặc là anh hát anh làm thơ gì được không? Hát hả? Ừ, cho cô dâu nghe. À được rồi, tôi sẽ hát anh nghe một bài về đất nước của tôi. À, rồi rồi. Nhạc Ấn Độ. Rồi rồi. Nè nè nè, ngồi đó coi tao thi nha. Vô. Ráng nha, ráng nha. Anh muốn minh họa. Trời ơi, tôi có hình dung hình như là anh giống cái gì em biết không? Anh giống con muỗi sốt rét á. Trời ơi, làm cái gì mà đâu ông làm cho sọt cái kim ông vô ông chích người ta. Như còn lắc gì giống sàn gạo nè. Muốn nước người ta cho kim cùng ông nào đi. Đừng trách ông, rớt rồi, đừng trách. Ông này cũng thi, tôi nói anh nghe nè, thôi được rồi, tôi sẽ không hát nhạc Ấn Độ nữa. Mà tôi sẽ hát anh nghe một bài về đất nước của các anh. Tôi sẽ hát anh nghe một bài về Việt Nam. Có một lần á, tôi về đồng bằng sông Cửu Long, tôi thấy một bà mẹ ru con ngủ một chất điệu dân ca dễ thương. À, dân ca ru con. Ủa sao biết hay vậy? Ở dưới đó. Được rồi, tôi hát anh nghe nha. Rồi, ca đi nha. Đáng nha, chỉ cần nghe tác giọng thôi nha. Nắng ngủ đi con, hãy ngủ cho say. Con ngủ mà con chưa ngủ, mẹ ngủ trước hả? Tôi nói láo, tôi làm con anh. Sao thấy rõ ràng, tôi thấy bà ru con bà ngủ, con bà chưa ngủ, bà ngủ rồi. Ta thấy sao ta hát vậy chứ? Nhưng mà tôi nói anh nghe nè, cái này thi cử phải đàng hoàng. Tôi tiết lộ bí mật, cô dâu rất là khoái giọng cổ, biết ca giọng cổ không? Ủa sao mà thi rất khoái giọng cổ, ráng đi, ráng ca đi, tôi nói anh đậu mà. Thi mà sao hát nhiều quá? Thử, bỏ vậy. Được rồi, tôi nói anh nghe nè, tôi có học được một câu giọng cổ rồi, mà cái này một câu một thôi nha. Một câu một kể một mối tình lâm ly bi đát. Rồi một mối tình, à chuyện tình Lan và Điệp. Ủa sao ông này cái gì cũng biết vậy? À được rồi, bây giờ anh ngồi anh chuẩn bị nghe tôi ca một câu giọng cổ nha. Anh mà ca xuống một câu thì ủng hộ vỗ tay anh ủng hộ vỗ tay tôi nha. Rồi ca đi, bình tĩnh nha. Anh đừng dơ cái tay, anh dơ tay xong tôi hát. Người nước ngoài ta hát nhạc giọng cổ là khó rồi, cứ dơ anh là cứ mất tập trung. Đừng, anh ngồi im, anh đừng có nói gì tới tôi hết á. Rồi. Ông làm gì vậy? Nó nghe hát. Nghe gì ông làm gì đưa đôi tay là anh em cứ ngồi bình tĩnh nghe tôi hát này. Đẹp ơi. Vậy ta thi thử ai kêu ông nó bảo cái gì? And sorry, mùa này không bán sorry, như mùa này bán cọc hỏi không à? Bây giờ anh đứng lên cho tôi hỏi thăm. À, sao? Ông này ổng ở đâu nhỉ? Châu Mỹ. Châu Mỹ? Ừ. Phải không? Ừ. Sao tôi nghi quá? Nghi gì? Tôi nghi nay gần Tết là chợ quán xả trại lọt tôi lên cha này. Nó. Ra. Chút cái mùa này là mùa. Trời ơi, tôi lại ông thi rớt thì ông đứng một chỗ, ngồi một chỗ thôi, để coi thí sinh nó khác thi. Mất thì giờ hết tay giám khảo, đâu có ai mà ngồi chờ đợi ông đâu. Thôi được rồi, tôi nói nghe nè, anh đừng lại gần ông cắn này chết, cái mùa này mùa của ổng này. Rồi. Mùa nóng là của ổng á. Rồi ca đi, hát nha, bình tĩnh nha. Rồi bắt đầu tôi hát nha. Tôi ủng hộ anh hết mình. Bắt đầu vô làm lại nha, đừng bắt ổng, đừng có la gì nữa nha, rồi tôi hát lại. Đêm ơi, mai lên chốn thành đô nhà sẽ rực rỡ, xin anh đừng quên người em bán phở quê nghèo. Xin anh đừng quên người em phì lũ mong chờ, chốn thành đô này xích lô ba gác, xin anh đừng xa ngã bầu của. Đây là chút tiền mỏng từ lâu em giật hồi, gửi cho chàng bị hối lộ được nhiều nơi, mai đây công toại danh thành, xin anh đừng quên người em bán phở
chuẩn bị nghe cái giọng ca đánh của nó hết. Hát con câu hát nữa. Bây giờ tôi nói anh nghe nè, anh phải còn một cái thử thách cuối cùng nữa, là có nghĩa là tôi với anh ứng khẩu thơ. Sao mà thi mà sao khó khăn khó lắm. Ủa, ứng khẩu thơ đẹp lắm hả? Ừ, con dâu đẹp lắm. Rồi cũng được rồi. Ứng khẩu thơ. Khoan xí nha, khoan. Sao ạ? Hồi nãy anh thi thơ gì? Không có. Thôi mày nói đi. Đi thi mà hỏi đề. Thôi tôi anh bình tĩnh lắm, anh không có điên cùng vậy, anh đẹp trai lắm. Anh thi thơ gì? Mắt cục gù. Hồi nãy em làm thơ mắt cục gù. À, bây giờ cũng cho em làm thơ tả về đôi mắt luôn. Mắt gì? Mắt bụt lẹo. Trời ơi, không phải anh tự làm thơ bụt lẹo đẹp mà có nghĩa là bây giờ anh ứng khẩu thơ với tôi hả? Có nghĩa là nha, anh cứ tưởng tượng nè. Đó, anh tưởng tượng tôi. À, đây. Sao? Tôi làm cái gì phải có thấy mới dễ diễn. Thế nè, đó có nghĩa là anh tưởng tượng tôi đang một điếu thuốc 365. Anh rất là thèm điếu thuốc này, đó. Bây giờ anh tới anh xin á, hoặc là anh giật thì mất lịch sự. Anh phải làm sao mà anh tả một câu thơ sao thuyết phục tôi để tôi đưa điếu thuốc cho anh. À, tôi hiểu rồi. Bây giờ coi như là tôi đóng kịch một người là thèm thuốc này lắm. À, thèm thuốc. Không là thèm thiệt á. Nãy thấy lấy ra là thèm thì còn không còn. Hỡi. Còn hả? Rồi bây giờ nè, tôi nói nghe nè. Coi như là anh đang hút thuốc, tôi lại thèm thuốc lắm nè. Tôi nói như thế nào, tôi thuyết phục làm sao á, là anh nghe im tay là anh cho tôi. Rồi. Đó, được rồi, bây giờ tôi nghe nè. Tôi đóng kịch người thèm thuốc lắm nè. Hút đi. Hút nè. Thèm nè. Thèm tới chảy nó giải xuống luôn nè. Đó. Kéo lên nè. Dơ. Có chuẩn bị nghe nè, bắt đầu làm. Con thuyền nhỏ ra khơi gặp cơn sóng lớn. Hay lắm. Hoàn cảnh nghèo ai cũng như em. Điếu thuốc thơm đang tàn theo mây khói. Huynh hút rồi cho đệ kéo dài ngao. Hay lắm, nhưng mà chưa đủ sức thuyết phục. Nghe tiếp nè. Ủa sao? Nhưng con thuyền lớn ra khơi gặp cơn sóng lớn. Hoàn cảnh nghèo tôi cũng như anh. Thuốc đã tăng mỗi ngày mỗi giá. Để cảm phiền đi chỗ khác mà xin. nhốt bị đuổi nhốt nhốt bị đuổi nhốt bụng nội không chứ nhốt cái gì nhục thì nó nhục cái nhốt cái cười với khỉ nói lúc đầu cái miệng du ra không thì sao tôi không có cảm tình được cho ổng á. Tôi nói nghe là thôi được rồi, dẹp ông chị ông bên đi. Tôi nói nghe nè, ở ngoài đời á xin một câu đầu thôi không cho là nhào vô vực nè. Nhưng mà ở đây thi cử phải tôi làm anh một câu nha, chuẩn bị nghe nè. Ráng nha. Nhứt gái một con nhìn thuốc ngon nửa điếu. Đúng. Chỉ một hơi thôi, huynh làm khó sao huynh? Sao khó? Thuốc đang trong thời kỳ giảm giá. Huynh mà không cho, để huynh chết mẹ. Thôi, không cho là chở về nha. Thôi, ngồi xuống anh đậu á. Còn ông á, ngồi xuống đi. Nhung, miệng á. Hết tít, là nhung. Ông còn rớt hả? Anh là đậu á. Dạ, còn thí sinh quyết định đó là cuộc chung kết tối hôm nay. Đó là thí sinh đại diện cho Châu Đốc, mời anh Téo Văn Lâm. Téo Văn Lâm, khỏe. Bỏ đó xuống nha. Thi cử mà đàng hoàng tử tế rồi này đó. À, giữ dùm. À, bình tĩnh nha. Bình tĩnh lên thi cử phải thoải mái lên, không có sợ gì hết. Dạ, Téo Văn Lâm thành kính chào quý vị và các em nhỏ cầm chai rượu đế. Bảy. À, quên, chai sữa. Chưa, nó nói rồi, nhưng không nói chai rượu đế là thấy vô duyên rồi. À, Téo Văn Lâm. Dạ không, em tên Lâm Văn Tèo. Biết. Việt Nam hay nói lái lắm, Téo Văn Lâm là Lâm Văn Tèo mệt quá. Thôi, anh Téo Văn Lâm à, anh có thể cho chúng tôi biết nghề nghiệp của anh. Dạ là Lâm Trường. Lâm Trường, có đủ ăn không? Dạ Lâm Râm. Lâm Râm, Lâm Râm là sao? Dạ là không nắng không mưa đều đều hoài. Chắc cái này muốn chuyển cho sáng sủa hơn phải qua Lâm Sản. Lâm Sản, khó chị em lợ ha. Bây giờ anh nghe tôi hỏi nè, ví dụ như anh lấy được cô dâu rồi, anh sẽ hưởng tuần trăng mật ở đâu? Lâm Đồng. Lâm Đồng. Vậy cái đêm động phòng qua chút anh nói câu gì đầu tiên? Lâm Thướng. Lâm Thướng là sao? Là Thương Lâm. Hay quá, cũng thông minh. Thương Lâm. À, giờ anh Tây Văn Lâm, tôi biết anh rất là khoái chị L không? Bây giờ anh có thể anh làm cho tôi một bài hát hoặc là một câu thơ dòng L từ đoạn cuối. Dạ là sao? Là sao? Em chưa hiểu. Không hiểu hả? Dạ. Đây nè, mời có thí sinh thì phải là dẫn chứng nè. Đây nè, tôi sẽ kể ca cho anh nghe một cái bài hát mà dòng M. À, đợi anh bắt chước nha. Nghe nè. Mẹ mai mua mai một miếng mít. À. Mai móc một búi mẹ mai mắng mai má mẹ mày mít mới mua mà mày móc. À, hiểu chưa. Má mẹ mày mít mới mua mà mày môi mày móc. Mày múc mai mốt mình mở mày mập mở mít mặt mày mày móc mông. Con súc. Trời ơi, cái thí sinh này ai thi cũng chọt vô. Hèn chứ cái mặt giống như mũi tên hỏi tới bắn người ta. Bực dạ bực. Dạ tưởng cái gì cho cái đó. Dạ. Dạ. Em chơi liền. Rồi, dạ. Dầm con lờ. Vô dạ. Thi đạt mày nha. Vô nha. Vô.
lung linh lấp lánh long lanh lập lè lu lu lang leo lên lầu làng lấy lưới nam làng làng hay lắm hay lắm lòng lang lắng lo lòng làng làng lấy lưới lê lưới lê sao làng làng long lóc gì làng làng long lóc gì làng làng long lóc gì lông bò lông heo gì lang heo là lang lạng lông thì vô ăn lờ luôn chứ lang lạng lông lông bò lông heo chứ lông gì lang lạng lông lông lợn hả hả không tôi sợ anh liếu lưỡi anh hát bậy đây trời ơi đầu óc thí sinh toàn la anh là em bảo anh sao cho em thi lại đi anh thi lại phải không dạ hồi nãy rồi, em hơi quý tiên cho anh nha tôi nhớ cũng này cũng chót chót nha em chơi bài lý nhiều nhiều rồi đáng nha bình tĩnh đừng có rung gì hết tiên đừng có thoải mái lên kiểu này chết à rồi vô chiều chiều ra đứng trên cầu bông đó đây được á trên cầu bông có cô em tan tình đứng tắm tắm sông nước trôi bộ đồ tôi thấy em thương tình trao đồ cho Bỏ cái không, không tôi làm chuyện nhân đạo. Nhân đạo cho đạo gì tôi biết. Ông muốn ngoài đời ông làm gì nhân ông làm. Đây chỗ ta thi cử, ta hát để cho ta hát. Là ta mất hứng mệt quá ông này rớt rồi, ông này cũng rớt rồi, nghe ông kia đậu rồi. Dạ kính thưa ba giám khảo, kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa các cổ đội viên đại diện cho các châu trên thế giới. Ba thí sinh này ai đậu hay rớt thì chúng tôi cũng chưa biết nữa. Và cái người quyết định trong cuộc thi hôm nay là chỉ có một mình cô dâu thôi. Dạ, xin mời cô dâu. Mời cô dâu. Dạ, cô dâu đẹp, phải là cô dâu. Cô dâu đẹp lắm, đẹp không thể nào. Đẹp có những ngòi bút của các thí sinh trên thế giới đều phải khát bút. Như chúng tôi đưa tin, năm nào cũng tổ chức cuộc thi, không năm nào chúng tôi tìm được một thí sinh xuất sắc, một chú rể xứng đáng như cô dâu. Hả? Khoan khoan khoan, cho hỏi thăm này nha. Sao? Cái này phải cô dâu hả? Cô dâu. Phải không? Phải. Sao giống nàng tiên cá quá. Bậy bậy bậy. Nó bậy lời rớt. Thì không, thì không. Cho coi mặt cái nha. Rồi rồi coi đi. Dạ, chắc chắn là đẹp mà. Mấy anh là không có được cái tiêu chuẩn mà coi mặt đó. Tôi là người đi ra chỗ khác đi. Hồi giờ tôi chưa được coi mặt á. Để tôi. Năm nào tôi cũng tổ chức mà chưa bao giờ tôi thấy được mặt cô dâu á. Sao anh? Đẹp mà anh. Anh. Đẹp không? Đẹp mà anh. Tôi cũng hồi hộp thả lây cho anh á. Đẹp không? Đẹp. Sao anh? Mắt nó đỏ lên. Phê anh phê. Phê rồi. Đẹp không? Đẹp mà anh. Sao anh? Đẹp không? Đẹp không? Anh nói cái đi trời ơi tôi hồi hộp quá. Đẹp không? Rồi, ai cũng ghen nữa rồi. Ở dưới đó. Đẹp không? Rồi, anh thấy được không? Kia, tôi hồi giờ tôi chưa thấy. Cái này không ai kia. Sắc anh. Ông ác hảo à. Sắc đẹp của dòng trẻ. Sắc đẹp. Sao anh? Quốc. Sắc đẹp. Quá trời quá đất là không thể nào tả xí nổi. Sắc đẹp quá trời quá đất. Sắc đẹp. Tôi nói anh nghe nha. Bây giờ là tôi vô trong, tôi để quà ở trong này. Tôi biết thế nào tôi là người đậu mà. Tôi vô tôi lấy quà tôi tặng cô dâu. Mà anh đứng ở đây nha, đừng đi đâu nha. Đứng đây chờ tôi nha. Kính thưa quý vị, dạ đúng như là anh Ali Ba Chà 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 đã thấy. Dạ sắc đẹp rất là đẹp, đẹp không thể nào tả xiết nổi. Dạ, năm nào chúng tôi tổ chức cuộc thi mà không năm nào chúng tôi đã tìm được một thí sinh xứng đáng với cô Ngoại đừng nhát con, trời ơi Ngoại ơi. Đêm nào cũng không đứng nằm mơ thấy Ngoại ơi, trời ơi sắc đẹp của Ngoại. Wow. Đúng, tôi không hợp với các cậu. Giá mà tôi gặp được các cậu cách đây 60 năm về trước thì đâu có đến nỗi này. Cũng tại vì tôi quá kén chọn. Xin các bạn trẻ hãy nhìn vào gương của tôi. Đừng quá kén chọn như tôi mà đánh mất đi tuổi thanh xuân của chính mình. Chúng con xin nghe lời ngoại chẳng.